viện trợ của Mỹ không phải để chiến thắng. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ocherettino đã thất thủ, nhưng mà việc nó sụp đổ quá nhanh đã khiến cho nhiều nhà quan sát cuộc chiến này cũng phải bất ngờ. Điều gì đang xảy ra với lực lượng Ukraine tại khu vực này? Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nó ngay sau đây. Kiev liên tiếp nhận tin xấu, thất thủ ở nhiều nơi. Tin tức thú vị nhất trong 24 giờ qua chính là tại phòng tuyến Ocholetino ở phía tây của Adipka. Ngày hôm nay, các nguồn tin của Ukraine như kênh Deep State thừa nhận rằng người Nga đã tiến vào được Ocholetino, rằng tình hình ở đây càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi Nga đã chiếm được phần lớn ngôi làng và giao tranh đang diễn ra ở vùng ngoại ô, nơi chỉ còn lại một khu dân cư ở phía đông bắc. Phóng viên của tờ Bill viết rằng, trong vài tháng qua, lực lượng Ukraine đã tổ chức thành công tuyến phòng thủ theo hướng này. Đó là đường màu xanh lá cây trên bản đồ. Nhưng mà hiện tại thì không rõ vì lý do gì mà quân phòng thủ Ukraine đã rời bỏ vị trí và giúp người Nga dễ dàng xâm nhập vào Ocheretino. Nguyên nhân của việc Ocheretino bỗng nhiên thất thủ, theo kênh Deep State giải thích rằng, đó là do lực lượng Nga đã bắt được thời cơ khi quân phòng thủ Ukraine đang luân chuyển các đơn vị chiến đấu và Nga đã lợi dụng tình hình để tiến vào phía nam ngôi làng. Thực tế, các nhà bình luận Ukraine một lần nữa, dù đã thừa nhận những thành công của Nga, nhưng họ đã hạ thấp rất nhiều sự tiến bộ của đối phương trên bản đồ. Binh sĩ Nga đã chiếm đóng nhiều nơi, chứ không phải chỉ riêng mình phần phía nam của Ocheretino. Theo ý kiến của nhà báo quân sự người Đức, nếu như Ukraine không gửi quân tiếp viện khẩn cấp tới Ocheretino, thì lữ đoàn cơ giới số 47 sẽ không có đủ sức để chống đỡ, và Nga sẽ tận dụng khoảng trống này để tấn công Ông này nhận định tuyến phòng ngự của Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ. Hiện tại có hai vị trí quan trọng nhất trong khu vực Danes mà quân phòng thủ Ukraine sẽ phải chiến đấu đến cùng để có thể bảo vệ. Đó chính là Ocheretino ở phía tây bắc Adipka và Chasovja ở phía tây bắc Mút. Trong vài ngày qua thì lực lượng Nga đã vượt qua được tuyến phòng thủ quan trọng nhất và thiết lập được quyền kiểm soát các ngôi làng như là Bodanovka tại đông bắc Chasovja, Novo Mikhailivka nằm giữa Marinka và Voleda. Pervomaisky, Semenivka và Medici ở hướng tây của Adipka. Đặc biệt, hai ngôi làng novo -Tipka và Ocheretino tại Adipka sẽ sớm thất thủ và thời gian có thể chỉ còn tính bằng vài ngày. Những thắng lợi kể trên tuy không lớn nhưng nó mang ý nghĩa chiến thuật quan trọng, nó mở đường cho lực lượng Nga tiến xa hơn về hướng tây. Theo hướng Bakhmut, các cuộc tấn công của Nga cũng đang được đẩy mạnh ở khu vực Chasovja sau vài ngày yên ắng. Lực lượng Ukraine trong thành phố đang hứng chịu hỏa lực từ pháo binh và máy bay Nga. Hệ thống phòng không của họ ở đây đã cạn kiệt. Và hôm 21 tháng 4, thì Bộ Quốc phòng Nga chính thức thông báo đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Bodanivka, mang lại cho lực lượng Nga khả năng hậu cần bổ sung và mở ra cơ hội thuận lợi hơn để đột phá vào Chasovya, cũng như tiến xa hơn về phía Bắc và tiếp cận các khu vực rừng ở hướng Bắc Danes và kênh Seversky, Donetsk, Donbass. Việc Nga chiếm được một số lượng lớn các tầng hầm trong các khu định cư cũng cho phép họ triển khai các phương tiện hỗ trợ hỏa lực và điều khiển máy bay không người lái dễ dàng hơn. Di chuyển để áp sát quân phòng thủ Ukraine gần hơn và tiếp tục các hoạt động tấn công tiếp theo nhằm tiêu hao sinh lực của địch. Hiện tại thì mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của Nga, bất chấp Kiev đã tăng cường quân tiếp viện tới trả Tổng thống Zelensky liên tiếp đón nhận tin xấu, nhưng dường như cơn bí cực sắp qua khi mà gói viện trợ 61 tỷ đô la từ Mỹ rất khả quan. Dòng chảy vũ khí sẽ được khơi thông trong vài tuần tới. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá rằng trước khi gói viện trợ của Mỹ có tác động thực tế ngoài mặt trận, thì quân đội Ukraine sẽ còn phải gặp rất nhiều khó khăn và sẽ tiếp tục mất thêm nhiều vùng lãnh thổ trước khi đa sụp đổ liên hoàn được chặn lại nhờ xung lực mới. Viện trợ của Mỹ chỉ đủ để Ukraine phòng thủ, không phải để tấn công. Các nhà báo nhận định tình hình trên chiến trường có thể sẽ tiếp tục xấu đi, đặc biệt là nếu như quân đội nga tăng cường tấn công nhằm tận dụng thời cơ trước khi viện trợ của Mỹ tới. Phóng viên Đức nhận xét rằng sự hỗ trợ của phương Tây, bao gồm tiền bạc của Mỹ, vũ khí của Đức sẽ không thể giúp ích được gì trừ khi Ukraine huy động thêm 250.000 quân nhân để tăng cường sức mạnh cho mặt trận đang quá yếu kém. Nhìn chung, truyền thông phương Tây như là New Sky Bloomberg và ngày hôm qua đều nhận định rằng. Ukraine sẽ không thắng được nga ngay cả khi nước này nhận được sự trợ giúp khẩn cấp và lâu dài. Nhìn chung, họ cho rằng quân đội Ukraine đang phải đối mặt với những triển vọng cực kỳ ảm đạm. Lực lượng nga hiện có lợi thế rõ ràng, còn Ukraine thì thậm chí còn đang thiếu đạn xuống trường. Trong khi người nga đã mở rộng đáng kể tổ hợp công nghiệp quân sự của mình. Liệu phương tây có tiếp tục duy trì một cuộc chiến tranh không thể phân thắng bại, hay trận chiến sắp tới chỉ đơn giản là một cách để di chuyển tiền tuyến? nhằm chuẩn bị cho một số hình thức đình chiến hoặc ngưng bắn vào cuối năm nay. Bloomberg cũng nhận định theo hướng tương tự khi cho biết sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Kiev khó có thể giúp lật ngược được tình thế trên chiến trường. Gói tài trợ mới 61 tỷ đô la có thể chỉ mang lại cho quân đội Ukraine một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng những thay đổi trên chiến trường thì vẫn còn rất xa. Rõ ràng rằng để cho Kiev có thể tổ chức được các cuộc tấn công hiệu quả thì cần phải có thêm sự hỗ trợ nhiều hơn và đây là một viễn cảnh rất khó xảy ra do sự phản đối của các đảng viên Đảng Cộng Hòa trong Quốc hội Hoa Kỳ. Như vậy thì có thể thấy rằng hỗ trợ mới này của Tổng thống Biden sẽ có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất, đó là để nhằm tránh cho tiền tuyến sụp đổ nhanh chóng vào mùa hè này. Thứ hai là để kéo dài chiến tranh cho tới khi bầu cử Mỹ vào tháng 11 kết thúc. Thứ ba là sẽ khiến cho Nga cũng bị tiêu hao trên chiến trường. Theo tính toán, khi cả Nga và Ukraine cùng kiệt sức, thì đó là lúc Nhà Trắng muốn cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Tổng thống Biden sẽ là người hưởng lợi trở thành nhà trung gian hòa giải chấm dứt xung đột tại Đông Âu vào đúng thời điểm cử chỉ đi bỏ phiếu. Mục tiêu này của Nhà Trắng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn khi tờ New Sky vào hôm 22 tháng 4 viết như sau. Cả hai bên Nga và Ukraine đều tập trung tấn công vào các mục tiêu khác nhau. Đến cuối mùa hè, cả hai bên sẽ kiệt sức, thiếu đạn dược và cần được nghỉ ngơi. Đây sẽ là thời điểm tốt để đàm phán. Sau khi chiếm được hầu hết Donbass, Nga có thể tuyên bố chiến thắng ít nhất là với người dân trong nước, sau khi đạt được mục tiêu hoạt động quân sự đặc biệt của mình. Thách thức lớn nhất là đến với Tổng thống Zelensky. Ông ta phải chấp nhận nhượng lại lãnh thổ và đây là lúc mà ngoại giao Mỹ chiếm được ưu thế. Bất chấp sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng, cộng đồng quốc tế sẽ không muốn mạo hiểm kéo dài một cuộc chiến tranh, không bên nào có thể chiến thắng. Như vậy thì có thể thấy rằng phương Tây đã thừa nhận ngay cả khi có sự hỗ trợ của đồng minh, thì Ukraine khó có thể thắng được bởi vì với người Nga thì đây là cuộc chiến sinh tồn của họ Thêm nữa, NATO cũng hiểu rằng đối thủ của họ là một cường quốc quân sự chứ không phải các nhóm phiến quân Hồi giáo Hơn 2 năm xung đột đã cho thấy rằng người Nga dường như đã thích ứng được với vũ khí của phương Tây Nhật báo hàng đầu của Tây Ban Nha tờ El Pais vào hôm 23 tháng 4 đã có bài viết về lữ đoàn 47 thiện chiến nhất của Ukraine chỉ trong vòng 1 năm đã phải thay tới 4 chỉ huy Nó cho thấy rằng có một sự khó khăn khi họ đối mặt với lực lượng Nga. Một trong những khó khăn của Lữ đoàn 47 đó là họ thiếu đi vũ khí cũng như vũ khí của phương Tây rất kém hiệu quả trên chiến trường. Thời Alpine tiết lộ rằng hiệu quả của xe tăng Leopard của Đức trên chiến trường Ukraine là bằng không, bởi vì chúng chỉ có thể ra trận trong một thời gian ngắn trước khi trở thành mồi ngon cho lực lượng trên không của Nga. Trong khi đó, xe tăng Abram của Mỹ thì bị máy bay không người lái Nga đánh bại bởi vì nó không có đủ các hệ thống phòng không tầm ngắn Xe chiến đấu bộ binh Bradley được quân đội Ukraine mô tả là những phương tiện cũ đã được sử dụng và chỉ có thể sống sót trên chiến trường trong vòng vài tháng. Để đưa ra bằng chứng, họ kể lại rằng tại một đại đội của lữ đoàn 47, họ chỉ còn lại 3 chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley trong số 11 chiếc. Ngoài ra, hệ thống pháo của phương Tây cũng đã mất đi độ chính xác sau khi đã qua quá trình sử dụng lâu dài. Lữ đoàn 47 cũng được cho là đã mất 30% binh sĩ trong tháng 3 sự tổn thất lớn này là do Kiev buộc phải đáp ứng các mệnh lệnh từ các đồng minh phương Tây, ép Ukraine phải đạt được những kết quả khẩn cấp ở mặt trận. Do đó, dưới áp lực của cả văn phòng Tổng thống Zelensky và phương Tây, quân đội Ukraine đã buộc phải thực hiện các cuộc phản công tự sát vào phòng tuyến vững chắc của Nga, mà không hề có sự yểm trợ từ trên không. Các sĩ quan của Lữ đoàn 47 cũng hé lộ rằng, cứ một xe bọc thép của quân đội Ukraine thì phải đối đầu với 10 xe bộ binh của Nga. Cứ mỗi binh sĩ Ukraine phòng thủ ở khu vực Adivka thì có 30 binh sĩ Nga tham gia tấn công. Chỉ riêng một đại đội 80 người của lữ đoàn 47 thì đã mất tới 65 người trong vòng một tuần. Những tổn thất này của Ukraine đã được truyền thông Nga trước đó khẳng định. Hiệu quả chiến đấu của các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã bị suy giảm nghiêm trọng do tổn thất lớn. Thậm chí, một số đơn vị đã suy giảm tới 80-90%. đến 90%. Chúng ta hãy cùng quay trở lại với gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine chính quyền Kiev đã phải mòn mỏi chờ đợi nó suốt 7 tháng qua. Nhưng trên thực tế, gói phân bổ này thì lại ít hơn rất nhiều so với năm ngoái. Năm ngoái số tiền là 24 tỷ đô la, còn năm nay thì chỉ có 14 tỷ đô la. Tất nhiên, số tiền này là không đủ để hỗ trợ Ukraine mở ra một cuộc tấn công trong năm 2024. Nhưng có một điều chắc chắn đó là dân tộc Ukraine sẽ phải trả giá ngày một nhiều hơn bằng những nghĩa trang mới mọc lên. Các cơ sở hạ tầng năng lượng cũng như cơ sở lưu trữ khí đốt bị phá hủy. Phương Tây càng trừng phạt Nga, Trung Quốc càng như hổ mọc thêm cánh. Không rõ là gói viện trợ mới của Mỹ sẽ khởi tác dụng đến đâu trong quá trình tiêu hao Nga trên chiến trường. Nhưng trước đó thì chính quyền ông Biden đã ban hành thêm các lệnh cấm nhập khẩu kim loại Nga nhằm thắt chặt hầu bao của nước này. Nhưng có một điều kỳ lạ đó là quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào hôm 17 tháng 4 đã đặt ra kỳ vọng rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ vượt qua bất kỳ một quốc gia tiến tiến nào khác vào năm 2024. IMF dự đoán rằng Nga sẽ tăng trưởng với tốc độ 3,2%, trong khi đó, Mỹ dự kiến chỉ đạt được 2,7%. Không một cường quốc kinh tế nào ở châu Âu dự kiến có được mức tăng trưởng vượt quá 1%. Vương quốc Anh thì chỉ được dự đoán là 0,5%, Pháp là 0,7% và Đức là 0,2%. Với hàng trăm các lệnh trừng phạt chỉ tính riêng của Mỹ nhằm mục đích kiểm soát các hoạt động thương mại của Nga, thì dự báo tăng trưởng kinh tế cao của Nga là một điều rất bất ngờ cho nhiều người. Theo các quan chức Nga, các biện pháp trừng phạt của chính phủ Biden cũng đã góp một phần cho dự báo tăng trưởng cao này của họ. Người Nga cho rằng các lệnh trừng phạt về kinh tế đã khiến cho các ngành công nghiệp trong nước trở nên tự cung tự cấp hơn. Ngoài ra, Nga khẳng định rằng tỷ lệ tiêu dùng và đầu tư của người dân nước này vẫn đang ổn định, điều đó đã hỗ trợ cho nền kinh tế của họ. Có điều là trong khi trừng phạt Nga thì chính quyền ông Biden lại đang tiếp tay làm lợi cho Trung Quốc. Và mới đây nhất, vào ngày 13 tháng 4 thì Mỹ đã cùng với Vương quốc Anh ban hành lệnh cấm nhập khẩu nhôm, đồng và niken của Nga trong nỗ lực nhằm làm giảm doanh thu xuất khẩu của Moscow. Lệnh này được áp dụng trên tất cả các sàn giao dịch kim loại toàn cầu và các sàn giao dịch phái sinh. Do đó, sàn giao dịch kim loại London và sàn giao dịch hàng hóa Chicago sẽ bị cấm nhập khẩu kim loại của Nga. Nhưng mà điều này lại tiếp tục là một tính toán sai lầm. Ngày hôm qua thì chủ tịch tập đoàn Norris Nickel, Vladimir Potanin đã công bố kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất tinh quặng đồng sang Trung Quốc. Ông này tuyên bố như sau, áp lực từ các lệnh trừng phạt này đã buộc chúng tôi phải suy nghĩ về cách đưa hàng hóa của mình đến với thị trường phân phối một cách đúng đắn. Một trong những giải pháp phi tiêu chuẩn này là chuyển một phần sản xuất sang thị trường tiêu dùng trực tiếp. Ông Potanin nhấn mạnh rằng tập đoàn Norris Nickel sẽ thành lập một liên doanh ở Trung Quốc để xây dựng một nhà máy mới vào giữa năm 2027 và sẽ cung cấp khoảng 2 triệu tấn tinh quạng đồng mỗi năm. Theo Potanin, sản phẩm cuối cùng sẽ được bán dưới dạng hàng hóa của Trung Quốc. Do đó, nó cũng đồng nghĩa là các lệnh trừng phạt của Mỹ và Anh sẽ trở nên vô nghĩa. Norris Nickel là tập đoàn sản xuất kim loại hiếm palladium và Niken cao cấp, đồng thời là nhà sản xuất bạch kim và đồng lớn nhất trên thế giới. Họ đã không chịu bất cứ một lệnh trừng phạt nào từ phương Tây trong suốt hơn 2 năm qua. Vậy mà với những áp lực từ lệnh trừng phạt mới nhất vào hôm 13 tháng 4 vừa qua, nó đã buộc nhà tài phiệt Nga Putin phải bắt tay với Bắc Kinh, chuyển toàn bộ hệ thống mắt xích kỹ thuật sản xuất đồng sang Trung Quốc, đồng thời có cơ hội tiếp cận chuỗi hệ thống sản xuất pin của Trung Quốc. Khi Mỹ và EU chối bỏ nguồn kim loại quý hiếm của Nga vốn rất cần thiết cho ngành sản xuất pin, thì Trung Quốc sẽ một mình một cõi tận thu chúng với giá rất rẻ. Và ngược lại, Nga vẫn sẽ mua được pin của Trung Quốc. Và có thêm một chi tiết nữa là hơn một nửa lượng pin sạc của thế giới hiện nay đang được sản xuất tại Trung Quốc. Ngoài ra, đồng minh của Mỹ là EU lại đang ấp ủ ý định ban hành gói trừng phạt thứ 14 nhắm vào Nga. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom vào hôm 22 tháng 4 cho biết lệnh trừng phạt mới nhất này sẽ nhắm vào mặt hàng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nga. Và nếu như nguồn khí đốt hóa lỏng giá rẻ này của Nga lọt vào danh sách trừng phạt, thì ngành công nghiệp Đức nói chung và các công ty hóa chất của Đức sẽ ngày càng tiến gần tới con đường lụi tàn. Tất nhiên là một lần nữa Trung Quốc lại là bên hưởng lợi khi khôn ngoan tận dụng sự ấu trĩ của châu Âu. Chưa cần chờ đến lúc EU ban hành gói trừng phạt thứ 14, tin tức mới nhất ngày hôm qua 22 tháng 4 cho biết, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga lần đầu tiên vượt mặt Turkmenistan trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên qua đường ống lớn nhất cho Trung Quốc. Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, Gazprom đã xuất khẩu 2,5 tỷ mét khối, trong khi Turkmenistan chỉ xuất khẩu 2,4 tỷ mét khối sang Trung Quốc. Như vậy thì có thể thấy, sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine để chống lại Nga và các lệnh trừng phạt của Mỹ cùng với EU nhằm bóp nghẹt ngành năng lượng của Nga đang phản tác dụng. Mà tai hại nhất chính là nó đã giúp cho Trung Quốc tận dụng cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Điều đó đang đẩy hai đối thủ tiềm năng nhất của Mỹ xích lại gần nhau hơn. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.